Các anh chị mà mua những đôi giày này á, thì cuộc sống của anh chị không chỉ cân bằng mà còn vững chắc nữa. Và sau đây chính là các mẫu giày thể thao chạy bộ bóng chuyền cầu lông đáng mua nhất. Và đầu tiên đó chính là Asics Zero Sportline, cực kỳ thon gọn và bắt mắt và màu sắc basic nhưng vẫn nổi bật trong đám đông. Có thiết kế phân tách hai lớp đế và một lớp đế với vật liệu tổng hợp tạo độ ma sát và chống mềm mòn cực tốt. Giữa đế và thân giày có một lớp đàn hồi tạo sự chắc chắn cảm giác cho người chơi khi di chuyển. Và thứ hai đó chính là New Balance 880 Gunmetal. Với suy nghĩ về việc chạy thoải mái trong khoảng thời gian dài thì 880 được chế tạo để cung cấp cho bạn một hiệu suất ổn định. Red Foam là một sự cải tiến về một hợp chất bọc mềm. Đồng thời, đôi giày này có một lớp lưới che quát thời trang ở phía trên giúp tăng khả năng thoáng khí cho đôi giày này. Cho nên là các bạn hãy tha hồ và tung tăng bay nhảy không lo nhé. Và cuối cùng đó chính là Nike Zoom Vomero 5W. Là một phiên bản có phần trên được làm từ vải lưới thoáng khí kết hợp với lớp phủ Tectos bền bỉ và chi tiết phản quang 3M. Và cơ đế giữa được trang bị với sự kết hợp giữa công nghệ Zoom Air và đệm bọc Cushlon để cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ cho đôi chân, mang lại một cảm giác ôm chặt cho đôi chân mà lại nhẹ như bay. Và các bạn đang cần tìm những đôi giày thể thao chính hãng chuẩn Âu thì hãy ghé tại cửa hàng giày Kim Su, địa chỉ 192/2 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và tại đây các bạn tha hồ lựa chọn những đôi giày vừa đẹp, vừa chất, vừa thể thao, không sợ pha kè. Và tiêu chí của Kim Su là gì? 15 ngày đổi trả, giao hàng miễn phí, thanh toán kỳ nhận hàng, bảo hành hàng chính hãng trọn đời, phát hiện pha kè, đền x2.